Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 trên thị trường, đảm bảo chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế phòng chống dịch và đảm bảo bình ổn giá trang thiết bị y tế. Tăng cường thanh tra kiểm tra việc niêm yết giá và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ găm hàng, mua gom hàng hóa để trục lợi. Đồng thời chỉ đạo Sở Y tế giao nhiệm vụ cho các bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc, đại lý bán lẻ thực hiện niêm yết giá bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 và đảm bảo chất lượng cung ứng sản phẩm này đến người dân.